Putin thăm Hà Nội, những lý do vì sao Việt Nam phải gắn bó với Liên bang Nga như vậy. Vào ngày 17 tháng 6, truyền thông nhà nước đưa tin Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam. Đây là công việc trong các hoạt động đối ngoại của người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Trước đó, Chủ tịch Tô Lâm đã tiếp đại sứ Trung Quốc và Hoa Kỳ tại Việt Nam. Lâu nay, Liên bang Nga vẫn được đánh giá là một trong ba cường quốc có quan hệ tương đối chặt chẽ và được nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng. Sau khi Việt Nam đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 9 năm 2023 và tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023, thì nay được biết Việt Nam đang chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo nguồn tin từ những hãng thông tin lớn quốc tế, thì Tổng thống Putin sẽ tới Việt Nam vào ngày 19 tháng 6. Đồng thời, đài truyền hình của Nhật Bản mới đây cũng đã dẫn tin từ một nguồn ngoại giao giấu tên tiết lộ các quan chức cấp cao của Nga nói rằng ông Putin đang chuẩn bị chuyến thăm Triều Tiên và Việt Nam vào tuần này. Theo Moscow Times, khi trả lời phóng viên phỏng vấn hôm 10 tháng 6 về chuyến thăm của ông Putin tới Bắc Hàn và Việt Nam, người phát ngôn của Điện Kremlin đã cho biết khi thời điểm đến, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo thích hợp. Mới nhất, đài tiếng nói BBC vào ngày 17 tháng 6 đưa tin cho đến nay, bắt đầu có thông tin chính thức về thời gian công du của Tổng thống Putin đến Bắc Hàn và Việt Nam. Trong khi đó, các nguồn tin từ Hàn Quốc cho thấy Tổng thống Nga sẽ đến Bắc Hàn vào từ thứ Ba, 18 tháng 6. Như vậy, sau chuyến đi Bắc Hàn, ông Putin sẽ đến Hà Nội. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cũng đã chỉ trích chuyến đi của ông Putin đến Việt Nam vào thời điểm này. Và vì sao chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga không được công khai rõ ràng? Theo giới quan sát quốc tế, giữa lúc Nga đang bị quốc tế cô lập và Tổng thống Nga Putin đang bị tòa án hình sự quốc tế phát lệnh bắt giữ vào tháng 3 năm 2023 vì cáo buộc về tội ác chiến tranh do quân Nga đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em Ukraine ra khỏi đất nước của họ. Thông tin về chuyến thăm của Putin tới Việt Nam đã xuất hiện từ trước đây khá lâu, nhưng những bất ổn chính trị ở Việt Nam đã khiến cho kế hoạch này bị trì hoãn. Nhưng đến nay, sau khi Việt Nam kiện toàn ở các vị trí Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội là thời điểm được cho là thích hợp để ông Putin tới Việt Nam. Một câu hỏi đặt ra là tại sao Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã lên tiếng chỉ trích việc Việt Nam về chuyến thăm của ông Putin và liệu ban lãnh đạo Hà Nội bất chấp để tiếp đón ông Putin một cách hồ hởi hay không? Theo giới phân tích, trong việc đón tiếp Putin thăm Việt Nam, ban lãnh đạo tại Hà Nội muốn tiếp tục khẳng định chính sách ngoại giao cây tre, quan hệ với tất cả các quốc gia, đồng thời khẳng định Nga vẫn là một người bạn có giá trị tốt đối với Việt Nam. Đó là theo quan điểm của Đảng. Ngoài ra, Nga là một trong số các quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam như Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hơn nữa, Nga còn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Hà Nội. Trong nhiều thập niên vừa qua, trong quá khứ, Nga từng là quốc gia hỗ trợ cho Việt Nam trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam, khi đó là Liên Xô. Việt Nam hiện nay là khách hàng nhập khẩu vũ khí lớn từ Nga. Đồng thời, Nga cũng là đối tác quan trọng trong dự án thăm dò khai thác dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông. Tuy nhiên, mối quan hệ truyền thống đặc biệt này đang phải đối đầu với những thử thách rất nghiêm trọng trong bối cảnh Hà Nội tìm cách tăng cường mối quan hệ với phương Tây. Hơn thế nữa, Nga hiện nay đang phụ thuộc vào Trung Quốc rất lớn về chính trị cũng như quân sự. Điều đó đã khiến cho lãnh đạo Việt Nam lo ngại rằng Putin sẽ bán đứng quyền lợi của Việt Nam thông qua việc sang nhượng đối với các dự án thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông mà Liên bang Nga đang hợp tác với Việt Nam. Nguyên nhân cơ bản nhất, lâu nay lãnh đạo Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả Nga và Trung Quốc, vì hai cường quốc này là những chiếc phao cứu sinh cho chế độ độc tài, độc đảng tại Việt Nam. Mới nhất, dù được tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tổ chức tại Thụy Sĩ, Việt Nam cũng như Nga, Trung Quốc và một số quốc gia độc tài khác đã không tham dự, mặc dù Việt Nam có được mời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Putin thăm Hà Nội, những lý do gì vì sao Việt Nam phải gắn bó với Liên bang Nga. Những điểm mạnh, yếu của Tô Lâm và Thủ tướng trong cuộc đấu tranh giành ghế Tổng Bí thư. Trận chiến quyền lực trên thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam có những dấu hiệu đang dần khép lại. Tuy nhiên, việc tiếp tục xử lý kỷ luật cán bộ là chuyện bình thường trong hoạt động của Đảng và Nhà nước. Theo giới phân tích, Chủ tịch nước Tô Lâm là người có khả năng cao nhất sẽ thay thế chức Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới đây, với lý do ông Trọng tuổi cao sức yếu, khó có khả năng đảm trách tốt chức vụ Tổng Bí thư cho nhiệm kỳ tại Đại hội lần thứ 14. Hiện có 3 nhân vật là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính là những người đã trải qua 2 nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị đủ tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư của nhiệm kỳ Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026.
Tuy nhiên, đối với Tổng Trọng, do điều kiện tuổi tác và sức khỏe, việc tham gia sẽ hạn chế hơn rất nhiều. Do vậy, chỉ còn hai ứng viên là Tô Lâm và Phạm Minh Chính, nhưng cả hai ứng viên này đều sẽ quá tuổi nghỉ hưu khi diễn ra đại hội lần thứ 14, nên cả hai sẽ cần có suất đặc biệt. Ông Tô Lâm được các nhà quan sát chính trị Việt Nam cho là đang trên đường hướng tới chiếc ghế Tổng Bí Thư. Đặc biệt, cơ hội ông càng cao hơn khi vị trí Bộ trưởng Bộ Công an được giao cho tướng Lương Tam Quang, một cộng sự thân tín và đồng hương Hưng Yên của ông Tô Lâm. Hai nhà quan sát là giáo sư Thèn ở Úc và giáo sư Abusha ở Mỹ cùng chung nhận định như sau. Việc ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều rất có khả năng. Theo giáo sư Thèn, Chủ tịch Tô Lâm dù đã ra khỏi Bộ Công an nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến công việc điều tra của cơ quan này, ông cho biết. Nếu nhìn tổng thể thì thế lực của ông Tô Lâm trong đảng được củng cố sau khi có đến 7 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị phải ra đi, tạo ra khoảng trống quyền lực, trong khi các tay chân thân tín của ông như Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc sẽ được cơ cấu vào Bộ Chính trị trong thời gian tới đây. Dù rằng có những đồn đoán cho rằng Chủ tịch Tô Lâm được ban lãnh đạo Bắc Kinh chấm, nhưng theo giới phân tích vẫn có ý kiến đánh giá rằng nếu ông Tô Lâm có thể chiến thắng được Thủ tướng Phạm Minh Chính thì chiến thắng này sẽ tương đối chật vật chứ không dễ dàng như đối với ông Thưởng và ông Huệ. Hiện tại, Thủ tướng Phạm Minh Chính được coi là một đồng minh chính trị của Chủ tịch Tô Lâm, nhưng ông Chính vốn được mệnh danh là con tắc kẻ hoa, rất dễ đổi màu. Cách đây hơn một năăm, trước Hội nghị Trung ương thứ 7 khóa 13, Tổng Trọng đã công khai tuyên bố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có trốn cũng không trốn mãi được đâu, trong khi bà Nhàn được coi là người tình của ông Chính. Tuy nhiên, khi đó có lẽ Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng không cần thiết phải nỗ lực bắt cóc bà Nhàn từ Đức về cho Tổng Trọng, vì để ông Chính tiếp tục nắm giữ cương vị thủ tướng sẽ có lợi hơn cho ông. Giáo sư Abuja vào ngày 22 tháng 5 đã nhận định ứng viên nặng ký thứ hai cho chức Tổng Bí thư là Thủ tướng Phạm Minh Chính, vì ông cho rằng sau khi rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm khó có thể hạ được ông Phạm Minh Chính. Trong khi đó, giáo sư Thèn để nhận xét hành trình sẽ không hoàn toàn thuận lợi cho ông Tô Lâm vì ông không được ủng hộ cao trong đảng. Bằng chứng là trong cuộc bỏ phiếu đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn vào năm 2023, ông Tô Lâm có số phiếu tín nhiệm cao khá thấp, và lại Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ưu tiên cho việc đồng thuận nội bộ, trong khi ông Tô Lâm lại là một ứng viên gây chia rẽ trong đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn xuất thân từ Thứ trưởng Bộ Công an, và hơn thế nữa, giáo sư Thế Hèn cho biết, dù ông Chính cũng đối mặt với cáo buộc tham nhũng, nhưng ông Chính có được thuận lợi hơn ông Tô Lâm bởi đa số thành viên Bộ Chính trị đã phản đối việc xử lý ông Chính theo đề nghị của ông Trọng. Theo giới quan sát, ông Tô Lâm có một điểm yếu trầm trọng, đó là việc kinh doanh mở rộng của ông Tô Dũng là em trai của ông Tô Lâm, tập đoàn Xuân Cầu lớn mạnh với tài sản những hàng tỷ đô la, chủ yếu là nhờ vào quyền lực và các mối quan hệ của ông Tô Lâm. Trong khi các ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ đều bị mất chức vì có dính líu đến sai phạm của các tập đoàn sân sau như Phúc Sơn, Thuận An. Trong lúc tập đoàn Xuân Cầu bị đồn đoán rằng họ đang bị quân đội điều tra về một thương vụ đất đai ở Đài Phát Thanh Mễ Trì, nơi ông Tô Dũng đang đầu tư xây dựng, và nếu tin đồn này là đúng thì Bộ Công an cũng không thể can thiệp vào cuộc điều tra của Bộ Quốc phòng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin điểm mạnh và thế yếu của Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đấu giành ghế Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.